À, xin chào mừng Bob anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Thành Số chúng em ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng em đang chuẩn bị một cái đơn hàng rất là giá trị lên tận là 27.200.000 đồng, cùng 3 quả loa súp WeWork T8i của anh Hữu Thế ở Rạch Giá Kiên Giang, 3 số điện thoại cuối là 908. Anh em chúng em đang tiến hành phui thùng đồng thời cho 3 quả và cũng như là test chất âm thử, rồi cũng như là làm các cái khâu chuẩn bị, ví dụ tặng dây rắc cho anh này, rồi dán tem bảo hành. Trong cái đơn hàng của anh Hữu Thế thì cũng có mấy con quản lý nguồn nữa và mấy cái thiết bị phụ kiện nữa, bốn cái quản lý nguồn đâu, vừa rồi đóng quản lý nguồn đâu. Đó, em xoay cả 3 quả ra đây. Rất đẹp con. Đấy, đẹp lắm. Con này thì nó sử dụng là cái công nghệ bát cộng hưởng. Bát 30 nó sẽ ở phía dưới thôi nhá. Đấy. Ở nhà các bác anh em thì chúng ta có thể đấu tín hiệu từ 3 đường, và đường nào cũng được các bác nhá. Đường này input này cũng được. Đường này thì nó sẽ lấy tín hiệu từ như cả vang số này, nâng tiếng này. Mà có cái đường cắt súp riêng ấy, hoặc là vang cơ cũng có. Còn cái đường này thì anh em có thể lấy từ vang cơ, từ nâng tiếng vân vân, từ âm ly ra cũng được. Qua đường RCA hay là đường hoa sen ấy. Rồi còn cái đường này là đường new trick này. Đường này anh em có thể lấy tín hiệu từ cục đẩy, từ âm ly vân vân. Đấu thẳng qua đường này, em sẽ tặng kèm để di rắc cho anh cái đường này. Ba quả thì đẹp như nhau các bác nhá. Ba quả đẹp như nhau, phải bóc hộp ra mà. Như nhau hết. Dẫn thêm bảo hành đi em ơi. Ông chuẩn bị dây rắc hết cho anh. Sang. Bát cộng hưởng thì đặc điểm của các dòng bát cộng hưởng thì nó sẽ không có cái tiếng phè phè, cái tiếng phì hơi của những cái dòng súp thông thường các bác nhá. Súp thông thường thì có lỗ thông hơi, nhưng mà chúng ta đánh ở chế cái đường có cường độ cao ấy, mạnh thì nó sẽ có cái tiếng phì phì hơi ở đây ra. Nghe nó hơi khó chịu một chút đúng không ạ? Rồi đôi khi là cái giải trầm của những dòng cộng hưởng như này thì nó sẽ sâu hơn, lực hơn. Và nó có một cái đặc điểm thì nó rất là khó tả. Đặc điểm những dòng trầm này thì nó xuống tới tận 28 Hz các bác nhá, đánh rất sâu, tròn, gọn mà không có cái tiếng ủ rèn đau đầu khó chịu không nhá. Đặc điểm của dòng này thì nó công suất lên tới 500W, thông thường thì dòng súp 30 nó khoảng tầm 350-300, nhưng dòng này lên tận 500W. Đặc điểm nhận dạng là súp WeWork có hình vuông miệng này, hàng chính hãng à, của WeWork Mỹ thôi nhá. Sản phẩm này chúng em sẽ bảo hành cho các bác anh em trong vòng 1 năm. Lỗi đâu chúng em sẽ đổi mới cho các bác anh em luôn. Thùng thì cam kết các bác anh em là nhập nguyên thùng nguyên kiện. Đây, thùng này thì hai lớp thôi nhá. Thùng hai lớp. Súp rất là dày. Đây, súp rất là dày. Đây là súp nóc này, súp chân này. Đó, dày lắm thôi nhá. Nên vận chuyển thì các bác anh em yên tâm. Sang sắp cho anh mỗi một quả dây new trick như này nhá. Đây, dây rắc bọn em sẽ tặng cho các bác anh em kiểu dây rắc như này, new trick này. Anh em thích đấu ở đường nào cũng được, đủ dây rắc cả đường hoa sen nữa, anh em đấu vào vang nâng vân vân. Còn đường new trick thì anh em đấu vào âm ly cục đẩy vẫn kêu bình thường các nhá. Đấu đường này thì chúng ta có thể cắm điện không, chỉnh to nhỏ ở đây như bình thường. Đây, công tắc đảo pha. Đặc điểm của những dòng này thì chúng ta lấy đường tín hiệu là high level input thì nó sẽ có cái hay đó là nó sẽ đồng pha cùng với cái loa chính, và thứ hai là cái cường độ tín hiệu nó cao và ít độ trễ hơn. Nó có cái hay rất là hay, công nghệ của cái hãng WeWork Mỹ này làm khác biệt hoàn toàn so với các cái dòng súp thông thường trên thị trường các bác nhé.